giờ thêm chút nữa thành Mỹ Đen luôn. Không thấy đường kim chút nữa. Xét hả ngồi vậy? Nó làm chậm lắm, tiếng hồn. Trẻ hay già mà làm chậm? Mới biết làm hả? Ừ, mới biết làm 3 năm mấy. Trẻ, đẹp gái giống như vậy. What's up guys, Phú Nguyễn. Today we have chả giò and thịt ba gọi. Trộn với lại bún and gao and that's it. Simple today but it's good meal because my wife cooks. She's really a good cook, so everything tastes better than average. She is known to be the best cook of all the parties that we've been to. So, she likes that title. And we have bánh tét ở đây luôn. Chúc mừng năm mới. Bánh chân chứ hả? Bánh chân homemade, okay? You know, it only cost me $3 for one. Một cái này 3 đồng mà nó bự nha. Không có nhỏ đâu nha. Vẫn còn bằng là không có lên giá COVID luôn. So biết lấy hàng cái chỗ này homemade mà nó làm ngon, hay là ngon, thơm, thịt tươi. Just better than any supermarket or anywhere you can think of homemade. And it sells for $3. Rồi mở đèn cái này. Hello Aiden. You doing? You got his virtual reality. I wanted to like watch some stuff on it, like sports or whatever, you know, on it. Yeah. Hello, Bella. Come over here. Come here and say hi to Daddy. Come on. Just say hi. Beautiful daughter. See? Girls, they very cute. You know, used to have one boy, one girl, you know. And hai vợ chồng. Oh yeah, nước mắm. Nước mắm này. Đổ trang nhau. Hai vợ chồng nhậu hai đêm liên tục luôn. Quá mệt luôn. Về nhà nghe nhạc một chút rồi ngủ luôn, ngủ chung trong phòng luôn, basement luôn, không có sức để mà lên phòng ngủ nữa. Mệt quá. Rồi bây giờ Trang vô đi. Phú Nguyễn is watching, I don't know who else is watching. Ở Trang trước. This is low fat meal for bodybuilders, right, Phu? That's it. Very. And then cắt chả giò bỏ vô. Ăn ít thôi. Chả giò homemade. Sắp thành Mỹ Đen rồi cùng bà đặt quá. Khoe gao. Chả giò thành Mỹ Đen với chả giò Mỹ Trắng. Nó vợ mình nấu á. Nấu xong rồi phải prepare cho mình bất cứ món gì, gỏi cuốn, bì cuốn, summer roll, bắt nó cuốn cho mình mới ăn, chứ mình không có bao giờ tự cuốn. Nó nấu không món gì nó phải mời mình mới ăn, nó không mời mình không ăn, mình giận liền. Tại vì mình là người Bắc, miền Bắc, so mình rất là khó khăn rồi. Nấu xong lên phân tay phải không? Yeah. Mà vợ phải đẹp nữa mình mới cưới, vợ không đẹp mình không cưới, right Phú?
All right, I'm going to film me eating a little bit. And then that's it. Make a short video. Put some, you know, Angkor Wat, Angkor, Sunrise. Yeah, it's better than sriracha, this pepper, so. Yeah, it's somewhere over here. Maybe. Này ít phấn nó mặn lắm thôi. You try first. Try first. Tao không biết là nó mặn hay không. Vừa ăn hay không. Sắp long nâu. Ủa sao bể luôn cái hộp đi trời. Ừ, cái bún mà không có mang tàu ăn nào. Đáng lắm, phải mang tàu. Mới làm xong mà. Nó lạnh quá. Bún mới luộc xong mà còn phải mang tàu quay nữa. Wow, tastes good. Alright guys, check you guys later, right, baby.